Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn đo được như Bắc Quang, Hà Giang 99mm, Đồng Văn, Hà Giang 82mm, Quảng Hà, Quảng Ninh 121mm, Tiên Yên, Quảng Ninh 111mm. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 22 đến 25 độ vĩ Bắc đang dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và sáng mai ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150mm đến 250mm trên đợt. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trên đợt. Thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh. Riêng khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, trưa nay do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên trong hôm nay ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Từ ngày mai, nắng nóng có khả năng giảm dần. Lưu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ngày ở Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thưa quý vị và các bạn, theo như các bản tin mà chúng tôi đã đưa ra trước đó, cũng theo nhận định của các trang Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc tế, kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Anh và của Mỹ CS chi biết, thì hiện nay trên Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương xuất hiện một vùng áp thấp đang tiếp tục hoạt động mạnh và di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông nước ta. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 10 đến 11, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 17. Dự báo từ cuối tuần sau, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Và đây có thể là cơn bão số 5 của năm 2021. Và cũng do hoàn lưu dự động phía sau nên lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới mới nữa, cũng đang tiếp tục hoạt động mạnh và di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, đang tiến theo sau vào hướng Biển Đông nước ta. Như vậy, theo quan sát trên màn hình, trên Biển Đông xảy ra ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn và diễn biến khó lường. Vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của các vùng áp thấp này, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích để đưa ra những thông tin chính xác nhất gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nên bà con cần đề phòng và chú ý. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết trong đất liền cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 28-31 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía đông bắc bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết cho các vùng biển trên cả nước. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và các nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.